về phương diện của anh, việc tôi tham khó lực lượng chuyển nhượng ở mùa giải này, và anh cảm thấy rằng câu lạc bộ nào tại khôn nhà của anh vào lúc này có một sự chuyển nhượng khôn ngoan nhất? Nếu theo sự đánh giá của em và theo sự đánh giá của tôi về chính sách chuyển nhượng của các câu lạc bộ trong mùa vừa rồi, thì em đánh giá cao nhất đó là Chelsea. Họ đội hình của họ cũng đã mạnh rồi, vô địch mùa giải trước rồi, và họ còn thể bổ sung thêm những tiền đạo chất lượng, và hay là và có một huấn luyện viên mà em thấy rất cá tính, và em thấy đánh giá rằng Chelsea là một trong những đội bóng ứng cử viên cho tổ chức vô địch, và họ có chính sách chuyển nhượng cũng khá là khôn ngoan. Còn về MU thì theo em nghĩ rằng họ chỉ là họ mua những cầu thủ rất là lớn, giá chuyển nhượng rất cao, và cũng dễ hiểu thôi chứ không có gì bất ngờ, bởi vì họ mùa giải trước họ khá chật vật, và gần như bây giờ họ phải làm lại đội hình làm sao cho phù hợp với triết lý của Mourinho, chứ không thể để đội hình cũ được. Thì đấy là một điều không quá bất ngờ, nhưng tất nhiên cái gì có mặt trái của nó, khi mà mua sắm quá nhiều thì cái sự kết hợp giữa nhau, cái sự hiểu nhau giữa các cầu thủ chắc chắn phải cần một thời gian. Và như Man City cũng vậy, và em vẫn đánh giá cao nhất ở Chelsea, họ vừa ổn định lại vừa tiến một sự bổ sung. Thông tin mới nhất nhé là Conte rất thích Harry Kane. Dạ vâng. À thế ạ. Bọn em cũng mới đọc xong ạ. Nếu như đúng mà anh có sợ không? Vâng. Conte mà nhắm đến Harry Kane thì không biết. Em nghĩ đấy là một chiêu tâm lý đấy ạ. Có khả năng là một chiêu tâm lý, vì chả đầu mùa giải ông ta khen, ông ta bảo là nếu mà tôi sẽ mua Harry Kane, anh ta là tiền đạo hàng đầu thế giới và giá của anh ta có thể đến 100 triệu bảng, và đó như kiểu là một câu để làm hài lòng Harry Kane, như kiểu là làm mủi lòng Harry Kane. Biết đâu đấy họ sẽ có động thái nhắm đến Harry Kane. Xin ngắt lời hai vị khách mời của chúng ta một chút, đó là tôi xin được thông báo với các bạn khán giả là trong chương trình ngày hôm nay thì do chúng tôi đang gặp sự cố về đường truyền mạng, nên là chương trình livestream của chúng ta thì có lẽ là không đạt được chất lượng cao nhất như những chương trình bình thường, và tôi xin được giới thiệu lại một chút về khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó chính là bạn Phạm Minh Dự, là admin của fanpage và bên cạnh đó cũng là một thành viên trong ban quản trị hội cổ động viên Tottenham tại Việt Nam, và một khách mời khác đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là bình luận viên Tuấn Anh, người cũng đã bình luận rất là nhiều các trận đấu của Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh. Do có một chút trục trặc nên là chúng tôi rất là xin lỗi các khán giả vì đã không thể mang đến cho các bạn những thông tin có thể là ngay từ đầu chương trình. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện một chút, nhưng mà trước khi tiếp tục câu chuyện thì phải chăng là anh Dự và anh Tuấn Anh có thể là nhắc lại một vài cái thông tin tóm tắt mà chúng ta đã nói trong chương trình được không ạ? Có thể là vì là những khó khăn của Tottenham trong mùa giải gần đây này, cũng như là những dự đoán của Dự cho mùa giải mới, để các bạn khán giả có thể theo dõi chương trình một cách dễ dàng hơn. Thưa đồng nghiệp, bây giờ tôi sẽ bắt đầu với bạn Dự đi. Đó là Dự có thể đưa ra một số nhận xét của mình về cái việc chuyển nhượng của Tottenham ở mùa giải năm nay, cũng như là bạn có cảm thấy bất ngờ về cái việc là Tottenham chỉ bán chứ không mua hay không? Vâng, đúng là hơi bất ngờ một chút, nhưng điều đó cũng trong sự dự đoán của tất cả các fan Tottenham. Thì mùa giải này thì Tottenham đang xây dựng một sân vận động mới, tốn rất nhiều tiền. Thứ hai, Tottenham hai mùa giải gần đây có một đội hình trẻ, và năm nay cũng có thể gọi là họ đến độ chín của họ, đá ổn định và vào guồng. Thì cái sự không mua sắm nữa thì cũng dễ hiểu ạ. Thế còn anh Tuấn Anh thì sao ạ? Anh Tuấn Anh có rất là nhiều điều muốn nói đấy. Vâng, giống như lúc đấy tôi đã nói thì tôi nghĩ Tottenham ở mùa giải năm nay sẽ khó khăn. Một điều rằng là việc Tottenham không mua sắm ở mùa giải năm nay thì đã có những thông tin cho rằng là họ xây sân vận động mới. Tốn quá nhiều tiền. Nhưng tôi nghĩ rằng là với một câu lạc bộ lớn, với một kế hoạch xây sân vận động thì họ luôn có những kế hoạch sớm trước 4-5 năm, và có những khoản tiền dự trữ nó cũng phải tương đối lớn. Thì việc không mua sắm đôi khi nó chỉ nằm ở vấn đề là huấn luyện viên Pochettino, khi ông đã cảm thấy rằng ông yên tâm với đội hình hiện tại. Mùa giải năm ngoái thì với cái đội hình này, ông ấy đã có được vị trí thứ hai tại giải Ngoại hạng Anh, một vị trí rất tốt của Tottenham. Ở những mùa giải trước khi Tottenham đã có những chính sách chuyển nhượng là mua rất nhiều, mua ồ ạt, cầu thủ nào cũng mua nhưng chất lượng không cao, rồi sau đó họ lại bán đi với những giá rất rẻ. Thì ở mùa giải năm nay có lẽ ông Pochettino đã thay đổi về chiến lược đó. Cái việc ông bán đi Kyle Walker là một bất ngờ, tôi nghĩ rằng là nhưng ông có lẽ là ông có lý của ông ấy khi ông tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Nhưng việc
ông ấy tự tin là một chuyện, còn việc có được vào top 4 ở mùa giải năm nay hay không thì lại là một chuyện khác. Rất nhiều yếu tố khác, tại vì là tương quan lực lượng ở các giải ngoại, các đội ở giải Ngoại Anh năm nay về mặt mua sắm tôi nghĩ đánh giá là rất tốt. Từ Arsenal, từ Chelsea, từ Manchester, tất Man City. Man City thì rõ ràng họ mua cực kỳ ồ ạt và mua rất đúng. Tôi nghĩ là rất đúng. Họ hồng ở phòng ngự, họ mua toàn những cái tên phòng ngự hết. Thì tôi nghĩ rằng là Tottenham ở mùa giải năm nay sẽ khó khăn. Và đặc biệt thêm một khó khăn nữa của Tottenham đó là họ phải thay đổi sân vận động mới. Khi mà Haaland đã phá đi và xây mới, bây giờ họ sẽ phải thi đấu tại Wembley. Thì không khác gì một đá một sân trung lập và họ không hoàn toàn không có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ luôn có thói quen không gian với ngoài Haaland rồi, nhưng sang Wembley sẽ là một không gian khác. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là West Ham ở mùa giải năm ngoái khi chuyển sang sân vận động Olympic họ khó khăn như thế nào, thì tôi nghĩ rằng ở mùa giải năm nay Tottenham cũng như vậy thôi. Vừa rồi thì anh Dưỡng có nói rằng là cái thống kê năm ngoái thì Tottenham đã Champions League tại Wembley đúng không ạ? Thì đều đạt kết quả là không tốt. Đều đạt kết quả không tốt. Đó, đúng đúng thật là sân Wembley là một sân không may mắn dành cho Tottenham, và anh nói cũng khá đúng là với vị thế một sân đúng như kiểu là sân trung lập thì đúng là rất khó khăn cho các cầu thủ khi làm quen với một môi trường mới, một mặt sân mới và một bầu không khí khác nữa, bởi vì sân Wembley thì rất rộng. Rất rộng so với sân West lên mùa giải vừa rồi. Đó là kích thước của West lên cũng hơi khác. West lên hình như là bé hơn so với sân Wembley. Và do đó là theo như những thông tin tôi biết thì là các cầu thủ tại Tottenham đang phải sửa lại cái sân tập của mình để sao cho có kích thước cũng như là mọi cái điều kiện giống với Wembley, để khi mà mình đá trên Wembley thì có thể là tốt hơn. Đó, rõ ràng là họ đang gặp phải khá là nhiều khó khăn. Vậy thì nếu là dự nhá, thì hiện tại sự đánh giá là đội bóng nào đang có những cái chiến lược chuyển nhượng khôn ngoan nhất, họ mua bán cực kỳ thông minh theo dự? Và theo em thì đội bóng có sự chuyển nhượng thông minh nhất đó là Chelsea. Họ không bổ sung ồ ạt quá nhiều bởi vì đội hình của họ cũng đã ổn định và có một huấn luyện viên gọi là kinh nghiệm hay là vô địch mùa giải trước. Họ chỉ bổ sung vị trí mà họ cảm thấy quan trọng nhất, đó là vị trí tiền đạo sau sự lục đục của Costa với lại Conte. Thì và em nghĩ họ đã có thời gian chơi với nhau rất lâu rồi, và không thêm bổ sung thêm những nhân tố quan trọng nữa, chất lượng, thì họ vẫn là một trong số ứng cử viên hàng đầu trong vô địch. Vậy còn anh Tuấn Anh, dạ, với tư cách là một fan Arsenal thì anh có cảm thấy Arsenal đang có những cái chính sách chuyển nhượng rất là... Tôi nghĩ là Arsenal chỉ cần một vị trí nữa thôi. Đó là một trong hai cái tên Riyad Mahrez hoặc Lema. Họ hoàn toàn có thể đóng thị trường chuyển nhượng nếu như chưa mộ được một trong hai cái tên đấy và không cần thêm bất cứ một tên nào nữa. Mà nếu như giữ được Sanchez là tốt. Arsenal thì đã lâu rồi không vô địch. Vậy thì vâng, anh Tuấn Anh có tự tin là nếu như chúng ta có được những cái tên mà anh vừa nói thì hy vọng vô địch của Arsenal sẽ thế nào ạ? Có sáng sủa không ạ? Nếu như không có một trong hai cái tên đấy thì hy vọng gần như là không có. Không có luôn. anh không thể nào lạc quan hơn được ạ? Tôi thực tế, nhưng nếu như có Lema hoặc Riyad Mahrez và giữ được Sanchez thì tôi khả năng đấy có thể tăng lên thành 30%. Tức là cũng... Còn nếu như mà còn khả năng cao 90% thì tôi nghĩ là top 4. Top 4 thì tôi nghĩ vẫn cũng có thể gọi là một cái mục tiêu khả dĩ đối với Arsenal. Và nên nhớ rằng Arsenal ở mùa giải sau, mùa giải tới này, họ hoàn toàn có những cái con đường đi giống như là Manchester United ở mùa giải vừa qua, là thi đấu ở đấu trường Europa League và sau đó vô địch và lên chơi tại đấu trường Champions League. Đó là một con đường để chơi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, đúng không ạ? Vâng. Nhưng đối với các cổ động viên của Arsenal và đối với các cổ động viên tại giải Ngoại Anh thì được đi theo con đường đấy có vẻ như không thích lắm. Không vinh quang lắm. Không vinh quang lắm, đúng không? Phải là top 4 hoặc là trên đối thủ. Đấy, Tottenham không vô địch nhưng cứ trên Arsenal là vui. Lúc này thì tôi cũng đang đọc được khá là nhiều các comment. Có một bạn là bạn Bảo Tâm cũng nói là mình cũng rất là thích Tottenham. Tuy nhiên các bạn Minh Thuận thì comment là Tottenham rất có duyên về nhì đấy nhỉ. Bạn Minh Dự nhận xét thế nào về comment này? Có đúng không? Đó là thực tế thôi, bởi vì Tottenham trong nhiều năm trở đây đều không có những cái danh hiệu theo em được biết thì từ năm 2008 rồi thì Tottenham không có danh hiệu, và cũng rất nhiều trận chung kết hay những cuộc đua rút thì Tottenham đều bị hụt hơi. Thì đó cũng là một thực tế và cũng có thể là một sự cảnh tỉnh để cho ban lãnh đạo hay là huấn luyện viên xem lại. Và theo em nghĩ rằng với động thái trước sự vận động
thì Levy là chủ tịch của Tottenham cũng đã bắt đầu có một cái chiến lược dài hạn dành cho Tottenham. Và có những bằng chứng nữa là cái tiền bản quyền, tiền thương hiệu của Tottenham mấy năm gần đây tăng lên rất nhanh. Tăng lên rất nhanh, không so với những buổi giải trước nó tăng rất nhanh. Thứ hai là Tottenham bắt đầu quan tâm nhiều đến các hoạt động bên lề về truyền thông, về quảng bá hình ảnh ở tất cả các nước. Và đặc biệt rồi là đến các cổ động viên ở khắp trên toàn thế giới. Và em nghĩ rằng Levy đang đưa Tottenham đến một cái con đường mới, đến một cái sự chuyển mình mới, chứ không còn là một đội bóng gọi là hữu danh vô thực nữa, mà dần dần ông phải xem xét lại rằng danh hiệu và những cái con số thống kê mới là cái quan trọng. Trong số các comment thì tôi cũng đọc được là bạn Đồng Quốc Tuấn có nói là mùa giải tới Tottenham mà gặp MU thì lại thua thôi. Rõ ràng theo cá nhân quan điểm của tôi là đây là một chắc chắn là bạn Đồng Quốc Tuấn này là fan của Manchester United rồi. Và bạn Minh Dự, bạn có phản bác lại gì với comment này không? Thực ra trong 3 mùa giải gần đây thì Tottenham với MU chưa biết đâu chưa gọi là kẻ tám lạng người nửa cân. Như mùa giải bằng chứng là mùa giải gần đây nhất thì lượt đi Tottenham mới thắng, lượt về MU thắng thì chưa biết nói chuyện gì. Và phải có một điều là tất cả cầu thủ Tottenham đá với những đội mạnh thường đá rất hay. Đúng rồi. Được rồi. Tôi là một cổ động viên của Arsenal, nhưng mà để mà nói khách quan mà nói, khi khách quan mà nói tôi vẫn ủng hộ Tottenham. Kiểu gì kiểu tôi muốn Tottenham thắng. Mặc dù tôi hai cổ động viên của Arsenal và Tottenham đối nghịch nhau nhá, nhưng khi mà Tottenham mà đá với MU tôi vẫn cổ vũ cho Tottenham. À, thế là tôi vẫn anti MU. Anh Tuấn Anh nói như này là ngày hôm nay là sẽ có rất là nhiều cổ động viên của Manchester United là sẽ anti anh Tuấn Anh đấy. Không sao ạ, cũng sao đấy là mình phải giữ vững quan điểm của mình đúng không? Giữ vững quan điểm và mình phải sống đúng cái tình yêu của mình đúng không? Bạn D A Tích thì có nói là vấn đề của Tottenham có lẽ là do thiếu một cầu thủ thực sự đẳng cấp để làm đầu tàu kéo câu lạc bộ qua những thời điểm mang tính bước ngoặt. Bạn là Minh Dự, bạn nghĩ sao về comment này ạ? Phải chăng là đúng là trong Tottenham chưa có một ngôi sao thực sự? Như chúng ta đã biết thì trong đội hình của Tottenham có Harry Kane là chân sút số 1 của giải Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải gần đây đúng không? Rõ ràng là anh cũng là một cái tên rất là sáng giá, nhưng tại sao vẫn không thể coi là một ngôi sao thực sự để kéo đầu tàu Tottenham đi lên ạ? Anh ta đã là một ngôi sao, nhưng ý bạn nói là cần một người captain, đội trưởng, thủ lĩnh trên sân đối với những trận đấu mà cần bước ngoặt ra. Thì đúng, có một vài trận đấu Tottenham rất thiếu một người như vậy. Như các anh chị đều biết thì đội trưởng Tottenham trong mùa giải đây là Hugo Lloris, anh ở mãi cuối sân cơ. Thì có những cái tình huống anh ta không thể bao quát hết cả sân để chỉ đạo cho các đội bên trên. Thì theo em, nếu em được làm Pochettino thì em sẽ để cho Toby Alderweireld hay là Jan Vertonghen làm đội trưởng. Như thế chơi đấu sân. Eriksen em nghĩ anh ta đã rất hay, nhân tố không thể thiếu, nhưng để làm đội trưởng thì anh ta có khả năng là chưa đủ tiếng nói và có thể là sẽ tạo thêm gánh nặng cho anh ta nữa. Đôi chân không, của anh ta là cho Harry Kane làm đội trưởng. Vâng, Harry Kane đang là đội phó đấy ạ. Đúng trận rồi. Đấu nào có hôi. Có một bạn thì cũng đang có thể nói là có lẽ là một người bạn của Minh Dự, bạn Nguyễn Hữu Quý đã comment với chúng tôi là: Hello Dự, giờ mới xem livestream, anh em Spurs Việt Nam tin tưởng ở ông. Vâng, bạn Quý thân mến, là niềm tin của bạn có được đáp lại hay không sẽ thông qua cái mini game ngay sau đây của chúng tôi. Bởi vì với mini game này thì bạn Dự cũng như là toàn bộ các bạn khán giả sẽ được theo dõi một bức hình mà ở đó thì chúng tôi sẽ có những cái emoji rất là quen thuộc với các bạn. Và công việc của các bạn cũng như là bạn Dự đó là đoán xem cầu thủ nào chúng tôi đang nhắc đến ở trong cái bức hình đó. Có thể nói đây là một cái game mà rất là hack não. Thực sự là khi mà tôi làm cái game này thì tôi đã phải tốn rất là nhiều thời gian để tìm hiểu về các emoji này, cũng như là tên của các cầu thủ này, để làm sao mà khi mà phát âm lên thì nó cũng có cái sự tương đồng với lại cái từ đó. Tóm lại là đây là một cái game vô cùng hack não và có lẽ là chúng ta phạm vi thì là những cầu thủ, đúng không? Những cầu thủ đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham. Có lẽ là Minh Dự cũng như là các bạn khán giả cũng có lẽ cũng là chúng ta nên chơi thử. Vâng, chơi thử một bức hình ngay và luôn đi ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy giúp đỡ bạn Minh Dự ạ. Gọi là đủ hình ba chữ. Đó. Vâng. Nhìn hình này thì quý vị và các bạn nhìn thấy những cái emoji có lẽ là rất quen thuộc với quý vị và các bạn khi mà chúng ta từng
nhắn tin cho nhau đúng không? Những cái emoji kiểu như thế này. Và tôi xin nhắc thêm một chút, đó là những bạn mà trả lời đây là ra hơi sớm nhé, cho mọi người đang suy luận, chứ còn đây là ra hơi sớm này. Nhưng các bạn trả lời đúng thì tôi sẽ giải thích này, đúng không? Một cái emoji đầu tiên này, dance này, đúng không? Dance. Còn khi mà ai đã chơi pet ấy, thường là one new đúng không? Một không ạ. Một không chẳng hạn đấy, đúng không? Và rose. Và rose là hoa hồng. Thì bạn đoán được đưa ra. Cầu thủ này là gì? Cầu thủ này là Danny Rose. Danny Rose, đúng không? Hậu vệ trái. Đó, nó tương tự như vậy. Và đó sẽ là, và quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ có 5 bức hình để đố anh Dự. Và quý vị và các bạn hoàn toàn có thể trợ giúp và có những câu trả lời chính xác nhất. Và 5 người trả lời chính xác nhất, anh Dự sẽ chọn ra một và sẽ nhận được một phần quà là thẻ cào 200.000 đồng. Câu thơ này gì? Và ở sau khi mà anh Dự, bạn Dự kết thúc mini game này thì chúng tôi cũng sẽ dành riêng một câu hỏi cho các bạn khán giả, và cũng với cái format tương tự là đuổi hình bắt chữ. Và các bạn khán giả, bạn nào mà trả lời đúng và nhanh nhất, chính xác nhất thì sẽ nhận được phần quà của chúng tôi, đó chính là một bộ áo đấu mùa giải 2017-2018 của Tottenham Hotspur. Có thể thấy là ngày hôm nay rất tuyệt vời đúng không ạ các bạn khán giả, các bạn sẽ có tận 2 món quà. Một, đó là những bạn trợ giúp nhanh nhất và tốt nhất cho bạn Minh Dự với thẻ điện thoại trị giá 200.000 đồng. Và thứ hai, đó là một mini game dành riêng cho khán giả. Và bạn nào trả lời đúng nhất, nhanh nhất, chính xác nhất sẽ được phần quà là một bộ áo đấu mùa giải mới 2017-2018 của Tottenham Hotspur. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và các bạn ơi, các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cùng đến với bức hình của chúng tôi ạ. Tôi đọc cái comment mấy bạn bảo là bức hình vừa rồi dễ quá. Bức hình quá dễ. Khó gì khó hơn. Bức hình các bạn yên tâm, rất khó đấy. Rất khó vậy. Ví dụ như bao giờ đúng không ạ? Ví dụ như bao giờ để các bạn biết luật chơi. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức hình đầu tiên. Xin mời bức hình ạ. Vâng, quý vị đoán đi ạ. Anh Dự, anh nghĩ là gì ạ? Anh hoàn toàn có thể xem comment tương tác của khán giả. Vâng, yêu cầu anh em trợ giúp cho tôi ạ. Yêu cầu bên trong gợi ý chưa đưa ra gợi ý, chưa đưa ra dòng. Các bạn hãy dừng lại clip cho giúp chúng tôi ạ. Chưa đưa ra gợi ý vội ạ. Hiện tại thì đang có rất là nhiều bạn mới chỉ nói là I love Dự này, I also love Dự. Các bạn trợ giúp đi, các bạn hoàn toàn có thể nhận được thẻ cào 200.000 đồng. Anh Dự, anh đoán đi. Tôi có thể gợi ý. Có khá nhiều bạn như là bạn Quang Mai này, bạn Y Cờ Nam thì đưa không, ra. Không, đây là dòng của tôi rồi. Comment là Harry Kane. Trợ lý không nên đưa ra ngay dòng như thế này. Vâng, anh có thể gợi ý. Anh gợi ý đi. Đấy, anh có thể nhìn vừa là rồi đấy. Anh nghĩ là cái gì? Để chọn ra bạn nào sẽ là giành được phần thưởng, đó là thẻ điện thoại trị giá 200.000. Các bạn đã quen với lại cách chơi chương trình của chúng tôi chưa ạ? Có rất thể là thấy là đấy ạ. Rất là hại não đúng không ạ? Nhưng nó rất là logic đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bức hình thứ hai. Hiện tại thì bây giờ anh phải xác định rằng đây là những cái gì, emoji gì và tiếng Anh nó là gì, để chúng ta hãy cùng lắp kép lại những phi đâm tiếng với nhau. Nào, đầu tiên là cái gì đây? Anh Dự, anh thấy là cái gì? Đây, bạn Dự, bạn có đoán được, bạn có biết gì về âm nhạc không? Đây là gì? Hình đầu tiên. Hình đầu tiên là một nốt nhạc rồi. Đầu tiên là cái gì đây? Nốt gì quan trọng, nốt gì? Anh thấy là cái gì? Tôi gợi ý nhá, khóa son. Okay. Em đã thấy có một bạn trả lời đúng rồi đấy ạ. Bạn Dự, bạn hãy nhìn ra đầu tiên là khóa son. À rồi, em hiểu rồi. Cái đồng hồ là min, lọc lại được chỉ thời gian bạn một phút ạ. Thì theo em đoán đây là không có đồng hồ ở đây, không có đồng hồ. Cái chuông. Đây là hình cái chuông. Đó, ở cuối là hình cái chuông. Đầu tiên là khóa son này. Bên cạnh đó là một cái túp lều để nói về việc là chúng ta đi cắm trại này. Đó, và cuối cùng của bạn là chuông. Bạn thấy là ai đây không? Son hương min. Son hương min. Không phải. Bạn hãy chú ý có cái chuông ở cuối ạ. Đó. Đang có rất nhiều bạn trả lời đúng rồi ạ. Có thể thấy là đây là một câu hỏi rất là hại não đúng không ạ? Rồi. Câu trả lời cuối cùng của Binh Dự là gì? Sơn cam mèo ạ. À, đúng rồi ạ. Anh có lý giải được vì sao là sơn cam mèo? Nút son rồi hình cắm trại. Đúng không? Bèo đúng không ạ? Vâng,
Sean Campbell. Sean Campbell. Thì em thấy là ở đây có bạn Quỳnh Phan là trả lời rất là nhanh. Tuy nhiên thì bạn Quỳnh Phan lại có chữ viết chữ S và chữ C lại không viết hoa. Thì thôi, em nghĩ là quyền quyết định cuối cùng vẫn là dành cho bạn Dương. Đúng chính tả là được. Đúng chính tả là được đúng không ạ? Đúng chính tả đúng không? Bạn gì ạ? Bạn tên là gì? Tôi sẽ ghi nhớ lại. Quỳnh Phan. Em gì ạ? Đó là bạn Quỳnh Phan ạ. Rồi, và chúng ta sẽ đến với bức hình thứ 3. Bức hình thứ 3, xin mời bức hình thứ 3. Các bạn chuẩn bị nhá. Trả lời rất là nhanh, tuy nhiên thì bạn Quỳnh Phan lại có chữ... Cái gì đây? 3,14 là số gì bạn có biết không ạ? À... Em nghĩ là quyền quyết định cuối cùng vẫn là... Đây là 3,14 thì bạn liên tưởng đến là số pi. Đúng. Rồi. Cái này... Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Hoặc thôi lấy cái cuối được. Có thể cuối đầu bỏ qua giữa cũng được đúng không ạ? Bây giờ số cuối nó cũng sẽ là một cái keyword cho mình. Vâng, cuối là như kiểu là king. Vì cuối thì tôi gợi ý bạn là đây là cái vương miện. Vương miện, vương miện là thường là của vua. Và thêm đoán đây là đội trưởng của Tottenham một thời rất là... Không, nhưng mà lại pi thì sao? Em đã thấy có một bạn viết trả lời câu trả lời đúng rồi đây này. Các bạn rất giỏi. bạn Nhật Minh ạ, bạn Nhật Minh. Có thể thấy là bạn Nhật Minh rất là giỏi. Dự đã nhìn thấy chưa ạ? Đó, bạn Nhật Minh, tức là chúng ta sẽ phải sử dụng cái từ về đồng âm và đọc hơi lái một chút. Vương miện thì chúng ta có từ là crown đúng không ạ? Và bạn có nhớ ra một cầu thủ nào? Rồi, Peter Crouch. À, đúng rồi ạ. Vâng, xin mời câu trả lời của chương trình ạ. 3,14 là số đúng là rất hay não ạ. Cái gương mặt này thì có lẽ chúng ta quen thuộc ở Tired. Thế có thể là chúng ta P-Tired thì nó sẽ hơi nói lái đi một chút là Peter. Và cái quan trọng nhất là cái hình cuối cùng là crowd. Cái crowd thì chỉ cần nếu như ai lấy được đấy thì có lẽ là cũng không cần phải những cái emoji đâu đúng không ạ? Thực sự rất khó, em lại đang liên tưởng đến ông vua nào đó như King, em lại nghĩ đến. Vâng, thì tôi xin thông báo là bạn Nguyễn Thế Nhật Minh. Nguyễn Thế Nhật Minh là bạn đã đưa ra câu trả lời nhanh nhất, mặc dù bạn thì cũng không biết hoa chữ P và chữ C, nhưng mà em nghĩ là cái này cũng không quá quan trọng đúng không ạ? Bạn rất là thông minh. Các bạn có thể thấy là hôm nay là chúng tôi có một cái game rất là hay não đúng không ạ? Nó hơi khác so với đuổi hình chữ rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Và đôi lúc thì chúng ta phải biết cả tiếng Anh nữa. Đúng rồi. Vì qua những cái hình đó thì chúng ta phải suy luận ra tiếng Anh và lại có một cái gì đấy tương đồng với bạn tên. Bạn dự hoàn toàn có thể đoán rất nhiều cái tên cũng được. Và nếu như cái tên nào đúng thì chúng ta sẽ dừng lại, đúng không? Chúng ta đến với bức hình thứ tư. Xin mời bức hình thứ tư ạ. Wow. Tôi chưa gợi ý vội. Tôi muốn... Các bạn đây là câu hỏi có thể hạch đạo lắm đấy. Bạn hãy nghĩ đi và bạn cùng với tương tác với khán giả để có thể ra được câu trả lời. Tôi chưa gợi ý vội. Các bạn nhìn đến cái này bạn sẽ nghĩ đến cái gì? Tôi chỉ bằng tiếng Việt tôi gợi ý thôi nhá, là emoji cuối thì là một cái làm nháy mắt. Nháy mắt, đúng rồi ạ. Chúng ta đều nhìn thấy đúng không? Còn trên đầu là cái gì? Có lẽ tôi không gợi ý nữa. Anh ơi, bạn lại có một bạn trả lời rất là chính xác. Mà vẫn là người cũ, người vừa giành được chiến thắng xong. Anh nghĩ là cái gì? Harry Wing. Chính xác. Rất chính xác ạ. Harry Wing. Nhưng mà bây giờ chưa gợi ý vội. Chưa gợi ý vội. Mà bây giờ vì sao anh lại nghĩ là Harry Wing? Cái hit emoji đầu tiên là cái kiểu là cười á. Thì em nghĩ là có lẽ không phải. Bởi vì là đầu tiên phải như nào nhỉ? Tôi nghĩ là nếu như ai là một chàng trai này, đeo kính này, xong có cái set này thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến Harry Potter. Đó, một chàng trai đeo kính nào phải có. Thật là hạch não ạ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn có những bạn trả lời đúng luôn được. Thật là hạch não. Thì còn nếu như mà cái option cuối cùng là Wing rồi. Cái Wing đúng không ạ? Thì thôi cũng bỏ qua cũng được, nhưng mà Harry Nhưng mà cái đầu tiên thực sự là hạch não đấy ạ. Đúng không ạ? Harry Wing. Đúng, Harry Wing. Nhân vật đầu tiên của Harry Potter và cái mắt nháy mắt đó là Wing. Và vẫn là bạn Nhật Minh là bạn viết rất nhanh ạ, là Harry Wings và rất là đúng. Có thể thấy có khi là bạn Nhật Minh là có đồng tư tưởng của anh em mình hay sao đó. Bạn nhìn một cái là bạn đã nhận ra luôn. Bạn rất giỏi. Bạn Nhật Minh là một fan khá là trẻ của Tottenham Hotspur, fan cộng đồng Tottenham Hotspur. Vâng. Nhật Minh trả lời hai câu rồi ạ. Để xem bức hình thứ 5 này bạn có trả lời được không nhá. Vâng, bức hình thứ 5. Chúng ta sẽ đến với bức hình thứ 5. Rồi. Bức hình thứ 5 hơi bị khó. Tôi chờ bạn Nhật Minh. Nguyễn Nhật Minh ơi, em đang ở đâu vậy? Có bạn, dự bạn đoán đi là cái gì? Câu này rất là khó, bạn hãy chú ý ạ.
tôi xin gợi ý một chút, đấy là emoji ở đầu sẽ tách ra so với ba emoji ở đằng sau. Có nghĩa là tên của cầu thủ này thì sẽ cái tên thì sẽ tương đương với emoji ở đầu, và cái họ thì sẽ tương đương với ba emoji ở đằng sau. Bạn ghép vào bằng cách đọc lên phát âm về về cái bạn nghĩ đến cái gì không? Bạn cứ có những cái tên gì xuất hiện trong đầu bạn? Van der Vaart. Thấy nó dài dài ấy. Ở đây không có cái gì là được phát cả, đúng không? Cái cuối sẽ là cái gì? Bạn ghi đến cái gì? Cái emoji cuối. Bạn ghi đến cái gì? Đến... chết. Chúng tôi đã thấy một người trả lời đúng rồi. Phải nói là bạn rất thông minh và người có trả lời đúng. Có phải là bạn Nhật Minh không? Không, phân là không phải Nhật Minh. Là một bạn khác nhưng lại là một người có thể nói là rất quen thuộc với chương trình Cà Phê Sport. Ok, ok, tôi vẫn chờ bạn Nhật Minh đã. Vâng ạ, vẫn chờ, anh vẫn chờ bạn Nhật Minh à? Nhật Minh ơi, em đâu rồi? Bạn Nhật Minh cũng trả lời đúng anh ạ. À, đây rồi. Cathy Sterlingham. Bạn đã dự bạn có thể vâng, bạn Nhật Minh thì đã đưa ra một cái câu trả lời gợi ý cho bạn như thế, vậy thì bạn dự bạn có thể giải thích được không? Câu trả lời đúng không? Chắc phải chờ chương trình ra gợi ý thì em mới biết được thôi. Bạn dự bạn hãy nhìn vào hình và bạn hãy đoán xem là tại sao các bạn Nhật Minh cũng như là Vân Cương và rất là nhiều bạn khác lại trả lời như thế ạ. Rồi, cái hình con gấu đầu tiên thì một chú gấu rất nổi tiếng là Teddy. Ring là chiếc nhẫn này. Hamburger rồi ok. Còn She là cô gái đúng không ạ? Vâng. Có thể ngồi như này rất là khó nghĩ các bạn ạ. Đúng rất là hại não. Chúng ta sẽ bỏ đi chữ burger thì sẽ thành Teddy Sheringham. Sheringham. Đúng không ạ? Một huyền thoại của Tottenham. Và người trả lời đúng đầu tiên là bạn Nguyễn Văn Cương anh ạ. Bạn Nguyễn Văn Cương thì là một bạn đã từng nhận được phần thưởng rất là lớn của chương trình On Sport Center. Okay. Đó. À. Vậy hả? Vâng ạ. Như vậy là trong 5 bức hình thì có bạn Nguyễn Thế Nhật Minh là bạn đã trả lời được 2 bức hình và giúp trợ giúp cho anh Dự. Thì anh Dự có lẽ là có muốn là trao phần quà cho bạn Nhật Minh không hay là cho những bạn khác? Dạ vâng, rất cảm ơn tất cả mọi người đã trợ giúp cho tôi trong trò chơi vừa rồi. Và đặc biệt cảm ơn Nhật Minh đã trợ giúp trong 2 câu hỏi rất nhanh và rất đúng. Và không có lý do gì khác để không trao phần quà cho bạn Nhật Minh cả. Vâng ạ, vậy thì thay mặt chương trình tôi xin chúc mừng bạn Nguyễn Thế Nhật Minh là người đã cực kỳ thông minh trong phần chơi, phải nói là hách não của chúng tôi. Và phần thưởng dành cho bạn Nguyễn Thế Nhật Minh sẽ một thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng. Còn bây giờ các bạn Tuy nhiên thì quý vị và các bạn chưa hết cơ hội nhá. Chưa hết cơ hội đâu bây ạ. Bây giờ sẽ là bức hình dành riêng cho quý vị và các bạn. Bây giờ bức hình dành riêng cho quý vị và các bạn, và bạn nào trả lời đúng nhất, chính xác nhất và nhanh nhất. Và các bạn chú ý là ở bước câu hỏi này thì chúng tôi yêu cầu là các bạn phải viết đúng chính tả và bao gồm cả viết hoa nữa. Vừa rồi thì chúng tôi khá là dễ tính trong việc là các bạn chỉ cần trợ giúp thôi. Nhưng với câu hỏi này thì chúng tôi muốn là các bạn phải viết đúng chính tả, có viết hoa, viết đúng các chữ cái, có dấu cách, được không ạ? Và sau phần cuối của chương trình chúng tôi sẽ công bố đáp án và bạn nào trả lời đúng chúng tôi sẽ công nhận. Đúng và nhanh nhất. Thực ra thì chúng tôi cũng muốn là đưa ra một cái thời hạn, ví dụ như chỉ 1 phút thôi. Tuy nhiên tôi sợ là đôi lúc khó quá các bạn không trả lời được. Thế nên là thôi thì chúng ta vẫn tính là bạn nào nhanh nhất và chính xác nhất là được đúng không anh? Chúng tôi sẽ không đưa ra gợi ý. Bây giờ sẽ là bức hình dành cho khán giả. Xin mời bức hình dành cho khán giả ạ. Vâng. Một bức hình các bạn hãy đoán đi ạ. Em có được trả lời không? Có lẽ là thì lúc sau được không? Thế vâng, bây giờ Dự, khi mà Dự không được trả lời nữa thì Dự lại đoán ra đúng không? Vâng, được rồi ạ. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với chương trình của chúng ta. Và quý vị và các bạn quan sát kỹ chưa ạ? Chúng tôi sẽ công nhận đáp án từ bây giờ cho đến cuối chương trình. Lúc này thì em mới chỉ nhận được câu trả lời của bạn Nguyễn Thế Nhật Minh thôi. Và chưa thấy một câu trả lời chính xác nào dành cho bức hình này. Có một số bạn thì đưa ra đáp án là Mauricio Pochettino, nhưng mà thực chất thì Nhung chưa nhìn thấy sự liên quan giữa Mauricio Pochettino ở trong bức hình này. Không, có lẽ như thế thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không bàn đến nữa và không có một gợi ý gì cả. Thì quý vị và các bạn sẽ có những cái suy luận riêng của quý vị và các bạn. Còn tí nữa chúng ta sẽ công bố đáp án đúng không ạ? Đúng ạ. Và bây giờ thì có lẽ là đến phần tiếp theo của chương trình thôi chị Nhung ạ. Bây giờ thì tức là lát nữa chúng ta mới công bố đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, các bạn ơi, các bạn có lẽ là đã nhìn kỹ bức hình rồi đúng không ạ? Và lát nữa thì chúng tôi sẽ công bố kết quả xem là bạn nào đưa ra câu trả lời đúng nhất, chính xác nhất và nhanh nhất. Thì chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là cái emoji của chúng tôi bao gồm có bức hình một ông vua, có chữ Pop này, có hình một chiếc xe hơi và bên cạnh đó là hình một túi tiền, rất nhiều tiền. Đó.
Các bạn hãy nhìn lại một lần nữa đi ạ. Và chúng tôi sẽ cho các bạn thời gian để trả lời câu hỏi này là cho đến tận cuối của chương trình, để xem là liệu có bạn nào có thể giải đáp được cái câu hỏi khá là hách não này không. Còn bây giờ thì trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút về hội cổ động viên Tottenham Hotspur tại Việt Nam, đúng không? Bây giờ thì Hồng Nhung rất là muốn hỏi Minh Dự là nếu có thể giới thiệu về câu lạc bộ Tottenham với những cái đặc điểm độc đáo nhất và dễ gây ấn tượng nhất với các bạn khán giả cũng như là những các bạn ở các câu lạc bộ khác, thì Dự sẽ chọn ra những đặc điểm nào mà Dự cảm thấy đây là những đặc điểm mà tự hào nhất về hội cổ động viên Tottenham tại Việt Nam. Cổ động viên Tottenham thành lập ban đầu vào năm 1907, thì lúc đấy theo được kể lại của các anh thì lúc đấy tầm khoảng 10 người. Và càng dần dần theo sự tiến bộ về lối chơi hay là về phong cách của Tottenham thì số lượng cổ động viên càng đông dần lên. Và nếu để nhận xét về cổ động viên Tottenham tại Việt Nam thì em xin có 3 từ như sau. Đầu tiên là trẻ trung. Vì trẻ trung bởi vì cổ động viên Tottenham rất trẻ, có những bạn 2002-2003 và anh già, anh gọi là nhiều tuổi nhất là năm 83-84 thôi. Đấy là lứa tuổi từ 84 và trẻ, có những bạn đang học lớp 9, lớp 10. Đấy là đầu tiên là trẻ trung. Thứ hai đó là chất lượng. Vì chả ai yêu Tottenham vì danh hiệu cả, bởi vì Tottenham chục năm gần đây không có danh hiệu nào cả. Và họ yêu đôi khi vì thích quý mến một cầu thủ ở đó của Tottenham, họ yêu lối đá của Tottenham, và đấy là sự chất lượng. Gọi là như cộng đồng mạng hay nói là ít fan phong trào, theo em nghĩ vậy. Và thứ ba đó là ôn hòa. Ôn hòa. Vâng, ở trong cương lĩnh thành lập hội Tottenham Hotspur của bọn em thì có một từ được nhắc đến, đó là sự ôn hòa. Cổ động viên Tottenham, nếu để ý trên các cộng đồng bóng đá thì cổ động viên Tottenham rất ít khi có những lời lẽ tranh luận và gây go với các cổ động viên khác. Và nếu mà để các bạn nào mà đã là thành viên của Tottenham fan club tại Việt Nam mà đi gây go, cãi nhau, làm mất hình ảnh danh dự danh tiếng của hội cổ động viên tại Việt Nam thì sẽ bị nhắc nhở, lần đầu tiên sẽ bị cảnh cáo, lần thứ hai sẽ bị nhắc nhở, và lần thứ ba sẽ bị ban ra khỏi hội. Vâng. Các bạn ơi, có thể thấy là bạn Minh Dự thì vừa đưa ra 3 đặc điểm đặc trưng nhất của hội cổ động viên Tottenham tại Việt Nam, đó là trẻ trung này, là chất này, và bên cạnh đó là ôn hòa. Và để hiểu hơn về hội cổ động viên Tottenham tại Việt Nam thì mời quý vị và các bạn hãy cùng xem một clip ngắn sau đây của chúng tôi ạ. Với những tín đồ bóng đá, đặc biệt là giải Ngoại hạng Anh, cuối tuần luôn là khoảng thời gian được chờ đợi nhất. Các cổ động viên Tottenham Hotspur tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Đây là dịp họ gặp gỡ, giao lưu và tất nhiên rồi, cùng xem bóng đá nữa. Không sở hữu hội cổ động viên có số lượng đông đảo như Liverpool, Arsenal hay Manchester United, thế nhưng chính điều đó lại khiến Spur Việt Nam khăng khít và gắn bó với nhau như anh em một nhà. Mỗi thành viên đều đã trở thành một phần thân thuộc đối với những người còn lại. Dễ nhận thấy gia đình Spur VN hầu hết là những người trẻ tuổi, cũng một phần bởi những năm gần đây Tottenham đang thể hiện được phong độ tương đối ổn định và ngày một tiến xa hơn trên bảng xếp hạng. Chính lối đá đẹp, máu lửa của gà trống đã thu hút sự quan tâm, yêu mến của các bạn trẻ. Và dù ở nơi đâu, dẫu cách xa hàng chục ngàn cây số, các thành viên của Spur VN vẫn mong ngày trở về để cùng hội ngộ với những anh chị em có chung tình yêu với đội bóng áo trắng. Đó là mong muốn của các cổ động viên Spur không chỉ ở Việt Nam, mong muốn giản đơn và không phải không có cơ sở. Tottenham đã từng có một mùa giải tương đối thành công với cuộc chạy đua song mã tới chức vô địch với Leicester City. Và trong mùa giải năm nay, tương lai của họ vẫn hết sức sáng sủa. Vâng, sau khi xem đoạn clip vừa rồi thì thực sự bản thân tôi cũng cảm thấy hội cổ động viên Tottenham tại Việt Nam ít nhưng mà chất, đúng là chất thật đấy ạ. Vậy thì Minh Dự có chia sẻ một vài cái kỷ niệm cùng với hội cổ động viên cho chương trình được không? Vâng, có lẽ những kỷ niệm vui nhất thì vẫn là những buổi off fan, những buổi xem đá bóng hay những buổi anh em giao lưu đá bóng cùng các hội cổ động viên khác. Bọn em có giao lưu đá bóng cùng các hội cổ động viên của Man City tại Hà Nội, Real tại Hà Nội. Và đấy là những kỷ niệm cũng đáng vui. Và trong gọi là vui nhất trong số những lần mà đi off fan thì có lẽ là lần cách đây hai mùa giải. Em nhớ đó là vào gần tháng 12, trận đó gặp đúng Arsenal anh ạ. Cái trận mà Harry Kane ghi 2 bàn á. Vâng. Thì đấy, trận đấy thì có một anh cổ động viên ở bản địa ở bên Tottenham, ở bên London sang Việt Nam du lịch, và anh ta ngồi một góc thôi, anh ta chỉ đọc thông tin off fan ở trên fanpage, và anh ta ngồi một góc, và đến cuối trận đấu thì anh ta mới đến bắt tay chúc mừng, thì lúc hỏi han ra thì mới biết là anh ta là một fan Tottenham cứng ở bên London, và chính anh ấy sẽ đã mang hình ảnh của Tottenham Hotspur sang sân vận động
của fan Tottenham Hotspur tại Việt Nam sang sân vận động Hoan Lên, và anh ta đã treo ảnh đấy và một đợt sự rất là vui trong bọn em. Còn kỷ niệm mà gọi là đáng gọi là buồn và đáng tiếc nhất đối với cổ động viên tại Việt Nam, đó là sự ra đi của một fan cổ động viên nữ, đó chị Nga Spur. Chị ý ở Bắc Ninh nhưng mà tất cả những buổi họp là bọn em có ở Hà Nội thì chị đều đi xuống và xem đến cuối cùng anh em các buổi sinh hoạt. Nhưng mà chị đã qua đời vì một tai nạn giao thông, đó là một điều đáng tiếc. Bởi vì như anh chị biết thì có một fan nữ ở Tottenham đã là rất khó rồi. Nhưng đó là một kỷ niệm khá là buồn. Tức là mình có cả những kỷ niệm vui và có cả những kỷ niệm buồn. Thì Nhung nghĩ là tất cả những cái điều đó hòa quyện nên nó sẽ càng khiến cho mình cảm thấy gắn bó hơn với cái hội cổ động viên này, đúng không? Còn anh Tuấn Anh thì sao ạ? Anh có suy nghĩ gì về hội cổ động viên Tottenham ạ? Bởi vì đấy, như em thì em nghĩ là rõ ràng hội cổ động viên Tottenham ít nhưng mà rất là chất. Rõ ràng là với những câu lạc bộ lớn như là Man U, Arsenal hay Chelsea, chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều fan phong trào. Tức là họ đến với những câu lạc bộ vì danh hiệu. Thế còn anh thì sao? Anh nghĩ là thế nào về hội cổ động viên Tottenham? Tôi rất trân trọng những cổ động viên của Tottenham, bởi rằng nếu đã xem giải Ngoại hạng Anh thì thông thường những người hâm mộ thường thích những đội